Xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương mục Chém Gió Nhấp Ảnh của Alpha Crew. 8 tháng rồi các bạn, 8 tháng rồi mới được nói câu đó đó. Ok các bạn, trong cái video ngày hôm nay á, mình muốn update các bạn thật là nhanh thôi về cái camera mà mình mới vừa mua, mình đổi camera. Cùng với đó là cái việc những cái chương trình mà mình sẽ hướng tới trong cái năm 2020 này. Nếu các bạn có đã theo dõi cái channel của mình được một khoảng thời gian rồi thì các bạn cũng biết là ngay từ những cái ngày mà đầu tiên hết thì mình làm về nhiếp ảnh, mình không có làm về những cái thiết bị hay là máy móc bình thường hết. Đích của mình á là đem nhiếp ảnh tới với nhiều tầng lớp, với nhiều người hơn trong xã hội, thì mình làm sao để cho các bạn mà không có điều kiện, các bạn cũng có vẻ vẫn có thể vận dụng được một cái máy ảnh và chụp ra được những một cái tác phẩm mà các bạn yêu thích. Đây là cái máy ảnh mà mình đã sử dụng nó cũng từ năm 2014 tới bây giờ rồi các bạn. Cái thời điểm đó thì cái máy này nó mới ra. Đây là cái máy ảnh Canon 6D. Và mình sử dụng nó một khoảng thời gian rất là dài. Và mình cảm thấy nha, tới cái khoảng thời điểm bây giờ luôn, các bạn vẫn có thể chụp được những cái tác phẩm rất là tốt từ cái camera này. Và cái nếu mà thật sự mà mình, nếu mà mình không có điều kiện á, thì mình cảm thấy camera này tới thời điểm hiện tại bây giờ nó vẫn rất là tốt cho các bạn. Mình thỉnh thoảng mình chụp chuyên nghiệp hay là không chuyên nghiệp gì á, mình sử dụng cái camera này, nó cũng cho ra được những cái sản phẩm rất là tốt, rất là vừa ý của mình. Vậy thì tại sao mình lại đổi máy? Thì sau đây là những cái lý do mà đã dẫn tới cái việc mà mình đổi cái máy chụp ảnh của mình. Đầu tiên chúng ta phải biết là cái máy ảnh mà mình sắp đổi đó là cái máy ảnh gì, đúng không ạ? Thì cái máy ảnh nó nằm ngay đây các bạn. Bây giờ mình sẽ unbox cái máy ảnh này. Thì cái máy ảnh này á là vợ mình mua tặng mình. Cái lúc đó là Noel. Phải Noel không ta? Đúng rồi, Noel. Là từ Noel là mình đã mua nha các bạn. Có nghĩa là ngày hôm đó là ngày 23-24 á. Thì cái nó có một cái đợt giảm giá rất là mạnh. Cho nên cái máy ảnh này mình mua khoảng thời điểm đó nó chỉ còn có 1.200, 1.300 gì đó, nói chung là rất là rẻ. Cho nên cái lý do đầu tiên mà mình mua cái máy này đó chính là tại vì nó rất là rẻ. Ok, bây giờ mình sẽ unbox nó ra. Mình để đây cả tháng trời rồi, tại vì có rất là nhiều chuyện. Mình thì quá bận đi, có công ăn việc làm, rồi mình lại bị bệnh nữa. Cho nên là mình để nó tới tận bây giờ mình mới unbox được. Thì sẵn đây mình làm cái video để cho chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là mình sẽ unbox máy này. Cái thứ hai nữa là mình sẽ nói tới những cái xu hướng của nhiếp ảnh mà mình nghĩ sắp tới nó sẽ xảy ra trong cái năm 2020 sắp tới. Đây là cái máy ảnh mà mình sẽ sắp sử dụng trong cái khoảng thời gian sắp tới trong cái channel của mình. Thì mình mua thêm cái máy ảnh này, nó đi kèm với một cái bộ, cái này là cái adapter thôi các bạn, để mà các bạn sử dụng được những cái lens ở trong cái dòng lens IF của Canon, cái mount của IF. Ok, bây giờ mình mở cái này ra cái đã. Này là cái core Canon đóng hộp bây giờ khá hơn hồi xưa rất là nhiều nha các bạn. Hồi xưa thì có cục pin này mình không biết là cùng một loại pin với lại cái 6D, cho nên là mình sẽ giữ lại để mình xài chung luôn. Hồi trước thì nó không có cái miếng này ở trên đó, hồi trước thì những cái hộp mình mở ra nó không có cái miếng này, cho nên nó đồ đạc nó rớt là tùm lum á. Bây giờ nó có miếng này nó cũng đỡ hơn. Cái cục sạc của nó thì cũng như cũ thôi, cục sạc Canon bình thường như cũ thôi, không có gì hết, cho nên mình có thể sử dụng lại những cái mà của 6D. Đây là cái máy các bạn ơi. Thích tới ghê là mỗi lần mà mở cái đồ giờ mới ra là thấy phê phê. Ta-da, cái máy đây các bạn. Thì cục pin đó hồi nãy là nó để ngoài nha các bạn, thì chỉ có một cục pin thôi chứ nó không có cho mình thêm. Mình nghĩ là nó cho mình thêm một cục pin. Đúng rồi, không có pin gì hết. Đây, nói chung là máy này thì thật ra thì ngay từ cái những ngày đầu mình sử dụng cái 6D nó cũng nhỏ nhỏ, nhưng mà cái này nó được cái là nó có thêm cái màn hình này. Cái màn hình này á, thì mình cảm thấy là Canon nó bị người ta chê nhiều điểm lắm, nhưng mà về cái mảng mà cái màn hình lật ra này thì Canon nó luôn luôn làm tốt. Máy cầm vô cảm thấy rất là nhẹ nha các bạn, tại vì cái body của máy này á, bản thân nó là máy mirrorless mà chắc nhờ nó nhẹ hơn rất là nhiều. Rồi đây, mình thích cái máy này một điểm nữa là nó có một cái chức năng mà khi các bạn đóng tắt máy á, nó có một cái miếng
nó đóng cái cảm biến lại, thì nó không có cho bụi bẩn hay là những cái gì vô trong cái cảm biến của mình, thì cảm thấy vậy rất là tốt, bảo vệ rất là tốt. Ok, thì đây là cái máy ảnh mà mình sẽ sắp sử dụng trong cái thời gian sắp tới. Và sau đây là những cái lý do mà mình mua cái máy này. Cái lý do thứ nhất á, đó chính là đây là một cái máy của Canon. Mình không phải nói như vậy là lý do mình tại vì mình là fan của Canon hay là cái gì hết. Nếu mà các bạn có theo dõi trên những cái trang xã hội, trang mạng xã hội hay là social media, thì các bạn cũng biết là cái máy ảnh này khi nó ra, những cái thông số của nó làm ra những cái spec á, nó không có được nhiều người ta đón nhận như là những cái máy ảnh khác. Và thường người ta chê rất là nhiều, tại vì người ta nói nó là hơi lạc hậu so với lại những cái công nghệ bây giờ. Với một cái sản phẩm nào á, mà lúc mà nó mới ra các bạn, thì người ta thường đả kích nó dữ lắm. Các bạn có để ý là iPhone á, thì khi mà nó mới ra ai cũng chê nó hết á, rồi ai cũng đi mua iPhone xài hết. Nói như vậy không có nghĩa là ai cũng xài iPhone mà không ai xài Samsung hết. Thì sản phẩm mà có người thích cái này, có người thích cái kia, nhưng mà Canon khi mà mình cảm thấy mình thích cái công ty này á, là vì một cái lý do là nó làm ra một cái sản phẩm nó chú trọng hơn cái trải nghiệm của cái người sử dụng khi mà người ta sử dụng cái sản phẩm đó. Ví dụ nha, các bạn sử dụng một cái máy nó cái spec nó rất là cao, giống như những cái máy của Sony á, thì thông số nó rất là cao, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng, các bạn sẽ biết là có những cái vấn đề giống như là pin hay là overheat hay là này kia, thì mình gặp trục trặc một tí làm cho cái người sử dụng người ta hơi khó chịu. Nhưng mà những cái máy của Canon đó nha, mình thường mình sử dụng, mình càng sử dụng mình lại thấy nó càng có vẻ như thân thiện với người sử dụng. Nó dễ sử dụng và nó làm cho các bạn có một cái cảm giác là cái máy này nó không có quá xa lạ. Cùng với đó là cái màu, cái chất ập màu của Canon thì mình rất là thích từ xưa tới giờ rồi. Và thêm một cái điểm đặc biệt nữa, đó chính là mình sử dụng rất là nhiều lens của Canon. Thì mình sử dụng Canon từ xưa tới giờ rồi, mình quen với cái hệ sinh thái của những cái lens của Canon rồi, cho nên mình cảm thấy đây là một cái máy rất là phù hợp với mình. Và có rất là nhiều ý kiến nói là hiện tại bây giờ thì mình mua cái máy này là sai thời điểm. Tại vì cái mình cũng nghĩ là nó sắp ra một cái iOS Mark 2 hoặc là S hoặc là cái gì đó, một cái bản nâng cấp của cái máy này. Thì cái việc đó là cái việc chắc chắn nó sẽ ra một cái máy, cái phiên bản nâng cấp của cái máy này. Nhưng mà tại sao mình lại vẫn chọn cái máy này? Các bạn có biết cái cảm biến của cái máy này là nó bằng với cái cảm biến của cái máy nào không? Nó bằng với cái cảm biến của cái 5D Mark 4. Thì cái đó, nếu mà các bạn bỏ 2.000 mấy đô ra để các bạn mua cái máy đó, để sử dụng được cái cảm biến đó, thì mình cảm thấy là cái máy này làm tốt hơn nhiều chứ. Cái thứ nhất là nó có cái màn hình lật ra được, và cái màn hình này nó tương tác cực kỳ tốt với người sử dụng. Mình sẽ có một cái video nói về cái trải nghiệm của mình khi mà mình sử dụng cái máy này. Cái thứ hai nữa là những cái công nghệ đặc biệt, cùng với đó là cái phiên bản update firmware mới vừa ra. Thì nếu mà các bạn nhìn lại khoảng 5 năm hoặc 10 năm trước, thì khi mà các bạn mua một cái máy full frame và một cái cảm biến rất là mạnh như vậy, thì các bạn có thấy là cái số tiền các bạn bỏ ra nó quá nhiều không? Đó, giống như 5-10 năm trước rồi. Mà tiền hồi trước á, là nó có giá trị hơn bây giờ. Tại vì là cái việc lạm phát á. Thì các bạn biết là một hồi xưa mà các bạn mua một cái máy 5D Mark 2, Mark 3 thôi đã 2.000 mấy, 3.000 đô rồi. Thì cái khoảng thời điểm đó, cái công nghệ của nó làm cho người ta bỏ rất là nhiều tiền ra mới sở hữu được một cái công nghệ nó đi theo thời đại, phải không? Nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy với cái giá tiền như vậy mà mình sở hữu được một cái cảm biến nó tốt như vậy. Cùng với đó là mình chia sẻ với các bạn rất là nhiều về cái kỹ năng chụp ảnh. Nếu mà các bạn có kỹ năng rồi á, chỉ cần một cái thiết bị nó như vậy thôi, thì các bạn cũng đã có thể tạo ra được những cái tác phẩm mà rất là vừa ý với các bạn rồi. Mình đi B&H và mình có thử nó một lần. Rồi mình cảm thấy cái trải nghiệm của cái việc xài cái máy này quá là thích luôn. Giống như các bạn sử dụng cái iPhone mà để các bạn chụp hình đó, các bạn lấy nét này kia, thì các bạn có thể tương tác ngay đây luôn. Có nhiều người ta không thích cái này, nhưng mà nếu các bạn biết cách vận dụng nó theo cái việc mà các bạn thích á, thì mình nghĩ nó vẫn được thôi. Đa số những cái máy chụp ảnh này kia hay là những cái thiết bị này kia, nó làm ra nó sẽ có chiều lòng được một bộ phận người nào đó, và nó sẽ làm mất lòng một bộ phận người nào đó. Ăn thua là ở cái việc các bạn sẽ chọn sử dụng nó như thế nào. Cái lý do tiếp theo mà làm cho mình chọn cái máy ảnh này á, đó chính là cái bộ lens mới, cái dòng lens mới mà Canon nó mới cho ra mắt cùng với một thời với cái máy ảnh này, đó chính là những cái lens OR. Nếu mà các bạn đã có theo dõi trên những cái trang mạng xã hội và những cái trang mà người ta nói về những cái lens người ta review cho các bạn xem á, thì chất lượng của những cái lens R, những cái lens OR này không có chê cho đâu được á các bạn. Mà với cái thời điểm hiện tại thì nó quá là đắt đỏ so với mình, cho nên mình phải cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể bỏ tiền và đầu tư vào những cái dòng lens đó. Thì tạm thời bây giờ thì mình cứ sử dụng cái lens này, mình sử dụng một cái adapter và mình sử dụng những cái lens mà mình đang có thôi. Thì sắp tới mình sẽ chia sẻ những cái lens mà mình đang sở hữu với các bạn, cùng với đó là cái trải nghiệm mà mình sẽ chụp ảnh với cái máy này như thế nào. Nhưng mà mình cảm thấy phát triển thì
giống như nha, các bạn đi từ một cái máy digital đi một cái máy chụp hình kỹ thuật số nha, các bạn đi lên cái máy DSLR thì cái chất lượng rất là cao. Rồi từ cái máy DSLR này các bạn chỉ có thể làm cho nó tốt hơn chút chút, tốt hơn chút chút, chứ các bạn không có một cái bước tiến nào quá là vượt trội hết. Đó là lý do tại sao mà mình cảm thấy nếu mà mình cái máy của mình mới mua đây sẽ còn sử dụng thêm được một khoảng thời gian rất là dài nữa, mà mình không có lo là cái việc nó bị lỗi thời hay là gì hết. Update các bạn thật là lẹ về những cái thông tin của channel mình. Thật là lâu lắm rồi mình không làm video, tại sắp nó tới thì như các bạn thấy thì đây là nhà mới của mình. Cùng với đó là mình mới dọn ra cho nên nó hơi bận rộn á, nhưng mà cũng ổn định được một vài thứ rồi. Trong sắp tới mình sẽ có rất nhiều video cho các bạn xem. Chúc các bạn một năm canh tí thật là dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và nhớ lên channel của mình xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Cảm ơn các bạn.